Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên hoàng kim năng tạo ngồm ngà kim kiến văn đấng thọ trì nguyện giải như lai chân thiện nghiêm. Nam mô Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu pháp liên hoa kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát Thân Tùng Tòa Khởi Thiện Đáng Hữu Kiên. Hiệp chương ứng phán với ta thì ngôn Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát Di Hà Nhân duyên danh Quán Thế Âm Phật Cao Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền Nam Thứ Nhược Vô Lượng Ba Thế Quang Chúng Sanh Thọ Chữ Khổ Não Văn Thị Quán Thế Quán Thế Âm Bồ Tát Tấn Thời Quang Kỳ Âm Tinh Nhi Đăng Giải Thoát. Như hữu trì thì Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Gia Thiên Nhâm Đại Hoa Hoa Bất Năng Thiếu Do thì Bồ Tát Hoài Thần Lưng Có Nhượng Vi Đà Phi Sở Phiêu Xưng Kỳ Danh Hiệu Tân Đắc Thiên Sứ Nhược Hữu Ba Thiên Hoàng Ứng Chúng Sanh Vì Cầu Kim Ngân Lưu Ly Sa Cư Ma Não Sáng Ngô Văn Trăng Châu Đăng Bao Nhầm Ư Đại Hải Già Sư Hắc Phong Suy Kỳ Thuyền Phương Phiêu Đòa La Sa Nhượng Hữu Này Chi Nhân Nhân. Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Già Thì Chư Nhân Đặng Giải Đăng Giải Thoáng La Sáng Chi Nàng Di Thì Nhân Duyên Danh Quán Thế Âm Như Phục Hữu Nhân Lâm Đương Bị Hành. Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh và sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa la sanh dùng lại nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Giá thì chư á quỷ thường bất năng dĩ án nhạc thì chi huống phùng gia hai thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội nhờ vô tội nữ giới gia toa kim hề kỳ thân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Giá giải tăng đoàn hoài thức đắc giải thoáng như tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoang tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thế trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì xương ngôn chư thiên nam thứ văn đa cùng bố như đắng ưng
đương nhất tâm xưng Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu thì Bồ Tát năng gì vô ý thế chúng sanh như đăng như xưng danh và thứ oán ta đương đăng giải thoát chúng thường nhân vẫn có phát thân ngôn Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát xưng kỳ danh cô tân đăng giải thoát vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng hoài thần chi lực nguy nguy nhớ thì nhờ hư chúng sanh đã dâm vô thường niệm cung kinh Quan Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niệm cung kinh Quan Thế Âm Bồ Tát thường đắng ly sân nhược đa ngũ si thường niệm kinh Quan Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly si vô tận ni Quan Thế Âm Bồ Tát hữu như thì đắng đại hoài thần lực đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhượng ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát tiền sanh phương đứng trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kinh lễ bái Quan Thế Âm Bồ Tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục thập nhị ứng hằng hà sa Bồ Tát danh từ phổ thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tận ý thọ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đặc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận y Bồ Tát bánh phần ngôn Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới văn hà nhi vị chúng sanh thuyết pháp phương tiện chi lực kỳ sự văn hà phần cáo vô tận y Bồ Tát thiên nam tử như hứa quang độ chúng sanh ứng vì Phật thân đăng độ gia Quan Thế Âm Bồ Tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ứng vì bích chi Phật thân đăng độ gia tấn hiện bích chi Phật thân nhi vì thuyết pháp ứng vì thanh văn thân đăng độ gia tấn hiện thành văn thân nhi vì thuyết pháp ứng di phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vì thuyết pháp ứng di đế thích thân đăng độ gia tấn hiện đế thích thân nhi vì thuyết pháp ứng di từ tại thiên thân đăng độ gia tấn hiện từ
tài thiên thần nhi vị thế pháp ưng di đại từ tài thiên thần đấng độ giam từng hiện đại từ tài thiên thần nhi vị thế pháp ưng di thiên đại tướng quân thần đấng độ gia từng hiện thiên đại tướng quân thần nhi vị thuyền pháp ưng di thì sa môn thân đăng độ giam từng hiện thì sa môn thân nhi về thuyết pháp ân nhi tiểu vương thân đăng độ gia từng hiện tiểu vương thân nhi về thuyết pháp ân nhi trường gia thân đăng độ gia từng hiện trường gia thân nhi về thuyết pháp ân sĩ thân đắng độ gia từng hiện cư sĩ thân nhi vì thuyết pháp ứng dị tế quan thân đắng độ gia từng hiện tế quan thân nhi vì thuyết pháp ứng dị bà la môn thân đắng độ gia từng hiện bà la môn thân nhi vì thuyết pháp ứng dị thần đăng độ gia thân hiện tỳ kheo tỳ kheo ni ư ba tăng ư ba di thân nhi về thuyết pháp ứng di trường gia cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đăng độ gia từng hiện phụ nữ thân nhi về thuyết pháp ứng di đồng nam đồng nữ thân đăng độ gia hiền đồng nam đồng nữ thân nhi vì thuyết pháp ứng dị thiên long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đăng thân đăng đồ gia thân gia hiền chi nhi vì thuyết pháp ứng dị chấp kim cang thần đăng đồ gia thân hiện chấp kim cang thần nhi vì thuyết pháp phò tận ý thì vẫn thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đơ di chúng chúng hình dù chư quốc độ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ngưng đương như cái tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ư bồ uy cấp nàng chi trung năng thi vô uy thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thi vô uy dạng vô tận y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ phẩm thế trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát ý phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm nhi thời phàm ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làng phân tác nhị phân nhân phân phong thinh ca mơ ni phật nhờ phân phụng đa ba phần tháp vô tận y quang thế âm bồ tát
tận lực vô ta bà thế giới. Nhị thời Bồ Tát nghe Bồ Tát Di Kệ Văn Vê Thế Tôn Diệu Tướng Cụ Ngã Kim Trùng Vân Bí Phân Tứ Hà Nhân Duyên Danh Vĩ Quán Thế Âm Cụ Túc Diệu Tướng Tôn Kệ Đàm Bồ Tát nghe Như Thánh Quang Âm Hành Thiện Ưng Chư Phương Sa Hoàng Thề Thăm Như Kim Bất Tư Nghị Thị Đa Thiên Ưng Phân Phan Đại Thánh Tịnh Nguyện Ngà Vì Như Lừa Phía Văn Danh Cầm Kiến Thân Tâm Niệm Bất Không Quá Năng Diệt Chư Hư Khổ Gia Sứ Hưng Hài Thôi Làng Đại Hoa Canh Niệm Bi Quán Âm Lờ Hoa Canh Biên Thành Trì Hoàng Phiêu Lưu Cự Hải Long Ngư Chư Quý Nàng Niệm Bi Quán Âm Lực Ba Làng Bân Năng Một Hoàng Tài Thu Di Phong Vì Nhận Sơ Thôi Đòa Niệm Bi Quán Âm Lực Như Nhận Hư Không Trô Hòa Bi An Nhân Trục Đòa Là Kim Cang Sơn Niệm Bi Quán Âm Lần Bất Năng Tồn Nhân Mong Hoàng Trì Oan Tăng Nhiễu Ca Trăm Đao Gia Hài Niệm Bi Quán Âm Lần Hàm Tấn Khơi Tự Tâm Hoàng Tào Vương Nàng Khổ Lâm Hình Dùng Thọ Chung Niệm Bi Quán Âm Lần Đào Tầm Đoàn Đoàn Hoài Hoàng Tu Khâm Gia Thoa Thu Túc Bị Nữ Giới Niệm Bi Quán Âm Lờ Thích Nhiên Đắng Dài Thoa Chú Trớ Chư Độc Vừa Sợ Dục Hai Thân Giam Niệm Bi Quán Âm Lờ Hoàng Trước Ở Bọn Nhân Hoàng Ngộ Án La Xá Đồng Long Chư Quỷ Đặng Niệm Bi Quán Âm Lần Thời Tăng Bất Cảm Hai Nhược An Thú Vi Nhiều Lời Nhà Trao Tha Bôn Niệm Bi Quán Âm Lờ Tàu Tấu Vô Biên Phương Hoang Xa Cầm Phục Yê Khi Đồng Yên Hóa Nhiên Niệm Bi Quán Âm Lờ Tầm Thanh Từ Hồi Cứ Vân Lôi Cô Xiết Điện Giang Bà Chư Đại Vô Niệm Bi Quán Âm Lần Ưng Thời Đặng Tiêu Tan Chúng Sanh Bị Khổng Anh Vô Lượng Khổ Bức Thân Quán Âm Diệu Trí Lần Năng Cứu Thế Gian Khổ Cụ Túc Thần Thông Lần Quang Thù Tri Phương Tiền Thăm Phương Chư Quang Đồ Vô Sá Băng Hiền Thần Chúng Chúng Chư An Thú Điền Ung Quy Súng Sanh Sanh Là Bình Tư Cố Dì Tiệm Tất Linh Diền Chân Quang Thanh Tình Quang Quang Đại Trí Huệ Quang Bi Quang Cầm Từ Quang Thường Nguyên Thường Chìm Ngưỡng Vô Cấu Thanh Tình Quang Huệ Nhập Phá Chư Ám Năng Phùng Tai Phòng Hòa Vô Minh Chiếu Thế Gian Vì Thế Giới Lôi Chấn Từ Diệu Đại Vân Chú Cam Lộ Phạm Vô Diệt Trừ Phiền Não Diệm Tranh Tùng Kinh Quang Sư Bố Quý Quân Trần Trung Niệm Bi Quang Âm Lực Trung Oan Tân Thôi Tăng Diệu Âm Quang Thế Âm Phạm Âm Hai Triệu Âm Thăng Bi Thế Giang Âm Thế Tô Tô Thường Niệm Niệm và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư khổ nào tự anh năng vì tăng y hộ cụ nhưng thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn Nhi thời trì đi Bồ Tát Thế Tôn tòa khởi tiền bàn Phật ngôn Thế Tôn nhược hư chúng sanh văn thì quán thế âm
Bồ Tát Phẩm Từ Tại Chi Nghiệp Phổ Môn Thiền Thân Thông Lực Giang. Đường Trì Thế Nhân Không Đứng Ba Thế Và Thuế Thế Phổ Môn Phân Thời Chúng Trung Bác Hoàng Tứ Thiên Chúng Sanh Giải Pháp Vô Đẳng Đẳng A Nậu Đà La Tam Miêu Tam Bồ Đề Tâm. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phạm Chân Ngôn Viên An Đa Rì Đa Rì Đống Đa Rì Đống Đốt Đa Rì Ta Bà Hà An Đa Rì Đa Rì Đống Đa Rì Đống Đống Đa Rì Ta Bà Hà An Đa Rì Đa Rì Đống Đa Rì Đống Đống Đa Rì Ta Bà Hà Lùng Từ Đại Minh Chân Ngôn Án Ma Ni Bác Di Hồng 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 Án Ma Ni Bác Di
ông ấn mà ni vẫn di ông ăn mà ni vẫn di ông ăn mà ni ba di hồng 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 ăn mà ni ba di ông ăn mà ni ba di hồng 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 Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Mà Có Hai Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Ấy Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi
mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ma Ha Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thăm Ba Nhã Ba La Mật Đa. Thời chiều kiên ngô ứng giai công độ những thế vô ánh xa lợi tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh. Sanh tự thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân diệt phụng như thì xá lợi tự thì chư phá không tương bớ sanh bằng diệt bất câu bất tình bằng tăng bằng giam thì cố không trung vô sắng vô tòm. Tương hành thơ vô nhan nhị tí thì thân ý vô sa thịnh hương vì xung phá vô nhạc giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tầng này chỉ vô lão từ diệt vô lâm. Từ tầng vô vô tâm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niên bằng tam thế chư
ma la mật đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri băng nha ba la mật đa thi đại thần chú thị đại minh chú thị vô thương chú thị vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân thiền bẩn hưng cô thiền băng nha ba la mật đa chú thân thuyền chú viên yên đế Di ri đa tỳ ca lăng đa di ri đa tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đa bà ya đa tha ya đa ya đa điện ya tha di ri đô bà tiền a di ri đa tha nam bà tiền a di ri đa tỳ ca lăng đa ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya thang a di đà đô bà tề a di đà đa ta đà bà tề a di đà đa tề ca lang đế a di đà đa tề ca lang đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta A Di Đà Phật thân kim sáng ê tướng hào quang minh vô đẳng luân ê bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 Nam mô A Di
Nam mô Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng quan âm ngoài thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh Ngài. Chúng sanh anh thấy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quay. Quan ai thế âm cứu khổ độ sanh này, nếu ai có một niệm lành Ngài nghe tiếng
vào trong bệnh liên miên khó cực, ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vô trang diệu thanh ấy chính là chi cả sao cùng tô chứng quả văn thù diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào canh Phật ấy lòng từ bi chân chất đáng ghi tôi nhỏ trí có ai bì dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi một cành tiên mây lam che phủ có cam tuyền thật nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngài hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài oai thần linh hiện không hai tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho hay có kẻ qua đò mắc nạn cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường chỉ thành đốt nén tâm hương ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền những chuyện ấy hiển nhiên
chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, chính từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đứng thù thân hành, vô biên thắng phước giải hồi hương, ai vô nguyện phạm giới chư chúng sanh, tông vạn vô lượng quang phần sáng, ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ cho minh liễu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo, ai nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, mà cứu phẩm liên hoa vị phù màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bằng lữ, nguyện gì thứ công đức an. Phổ cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh, giai công thành Phật đạo. Tự quy Phật đường nguyện chúng sanh, thế giai đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự quy pháp đường nguyện chúng sanh, thâm nhàm kinh tạng trí huệ
từng hiện thị xa mong thân nhi về thuyết pháp ơn gì tiểu vương thân đắng độ gia từng hiện tiểu vương thân nhi về thuyết pháp ơn gì trường gia thân đắng độ gia từng hiện trường gia thân nhi về thuyết pháp ơn gì cư sĩ thân đắng độ gia từng hiện cư sĩ thân nhi về thuyết pháp ơn gì tế quan thân đắng độ gia từng hiện tế quan thân nhi về thuyết pháp ơn gì bà la môn thân đắng độ gia từng hiện bà la môn thân nhi về thuyết pháp ơn gì tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di thân đắng độ gia thân hiện tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di thân nhi về thuyết pháp ơn gì trường gia cư sĩ thế quan bà la môn phụ nữ thân đắng độ gia từng hiện phụ nữ thân nhi về thuyết pháp ơn gì đồng nam đồng nữ thân đắng độ gia từng hiện đồng nam đồng nữ thân nhi về thuyết pháp ơn gì thiên long gia xoa càng tăng bằng a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đẳng thân đẳng đồ giả thân dài hiện chi nhi vì thuyết pháp mừng nhi chấp kim cang thần đẳng đồ giả thân hiện chấp kim cang thần nhi vì thuyết pháp phò thần y thì văn thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đơ di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ngưng đương như cái tâm cúng dường quan thế âm bồ tát thì quán thế âm bồ tát ma ha tát ư bồ uy cấp nàng chi trong năng thi vô ý thì cô thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thi vô ý dạng cô tần y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ phẩm thế trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát y phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm nhi thời phần ca quan thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân phi nhân đắng thọ kỳ anh làm phân ta nhị phân nhân phân phong thinh ca mâu ni phật nhờ phân phụng đa ba phần tháp vô tầng y quan thế âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực du ư ta bà thế giới nhị thời vô tận y bồ tát di kệ vẫn việc thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh vị quán thế âm cụ tung diệu tướng tôn kệ đám vô tận y như thánh
sơ hoàng thề thăm như ái linh kim bất tư nghị thì đa thiên ưng phân phan đại thánh tình nguyện. Ngà vì như lửa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứng hài ý thôi làng đại hoa canh. Niềm bi quan âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải lòng ngư chư quý nàng. Niềm bi quan âm lực ba làng bân năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận sơ thôi đòa niềm bi quan âm lần như nhận hư không trơ hoàng bi án nhân trục đòa là kim cang sơn. Niềm bi quan âm lần bất năng tồn nhất mau hoàng trì hoàng tăng nhiễu ca trăm đao gia hài. Niềm bi quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tạo vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung. Niềm bi quan âm lần đao tầm đoan đoan hoài hoàng tu khâm gia thoa thu túc bị nữ giới. Niềm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam. Niềm bi quan âm lờ hoàng trước ở bọn nhân hoàng ngộ án la xá đồng long chư quỷ đặng. Niềm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niềm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên. Niềm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện giang bà chùa đại vô. Niềm bi quan âm lớn ưng thời đặng tiêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân. Quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần hoàng thù trí vương tiền thăm phương chư quan đồ vô sa băng hiền thần chúng chung chư án thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tất linh diện. Chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cáo thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa hồ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lôi chân tư diệu đại vân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quang sư bố ý quân trần trung. Niềm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư khổ nào tự anh. Năng bị tán y hộ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Nhi thời trì địa Bồ Tát Tơ Tông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế tôn nhược hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiền thân thông lực giam. Đường trì thế nhân cao đứng ba thiệu và thuế thuế phổ môn văn thời chúng trung bác vàng tứ thiên chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn
Phật chân ông viên an đa rì đa rì đống đa rì đống đô đa rì ta bà hán đa rì đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hán đa rì đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà ha lùng từ đại minh chân ông án ma ni ba chi hồng 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 ăn ma ni bán di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng ăn ma ni bán di hồng ăn ma ni ba di hồng hồng ăn ma ni ba chi 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 ma ni ba di hồng ăn 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 ma ni ăn ma ni bán di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng
ni Phật di ông ăn ma 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 ni Di hồng ăn ma ni ba 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 Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Viên Thông ấy thầm nhi đại nguyện thế hoàng thâm mà có hai phim tự phong phổ thế tâm dung xa xa hiện vô cùng ấy nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại bi Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quang Thế
Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Bang Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kính Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thăm Bang Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiên Ngô Ứng Giai Không Độ Những Thế Khổ Ánh Xa Lợi Tư Sanh Bấn Vì Không Không Bấn Vì Sanh Sanh thực thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân diệt phụng như thì xá lợi tử thì chư phá không tương bớ sanh bằng diệt bất cơ bất tình bằng tăng bằng giam thì cố không trung vô sáng vô toàn tương hành thơ vô nhang nhị tí thì thân ý vô sa thịnh hương vì sông phá vô nhang giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chi vô lão từ diệt vô lâm từ tầng vô vô tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu cánh niên bàn tam thế chư Phật y bằng nhà ba la mật đa cố đăng a nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri bằng nhà ba la mật đa thi đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ những thi cô chân tiền bấn hưng Cô thuyền mang nhà ba la mừng đa chú thân thuyền chùa viên yên đế ba la tăng yên đế
Bồ Đề Tăng Bà Yên Đế Yên Đế Bà La Yên Đế Bà La Tăng Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà Hằng Yên Đế Yên Đế Bà La Yên Đế Bà La Tăng Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điên Già Tha Di Rì Đô Bà Tì A Di Rì Đà Tăng Nam Bà Tì A di đà na tỳ ca lăng đa di đà na tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa ya đa điện ya ta di đà đô bà tiền A di đà na ta nam bà tỳ a di đà na tỳ ca lăng đa Ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya thang a di đà đô bà tề a di đà đa ta đa bà tề a di đà đa tề ca lang đế a di đà đa tề ca lang đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà A Di Đà Phật thân kim sáng ê tướng hào quang minh vô đẳng luân ê bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 Yeah.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng quan âm ngoài thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh Ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quan. Quan ai thế âm cứu khổ độ sanh ai. Nếu ai có một niệm lành Ngài nghe tiếng chánh tới liền. Dầu trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh Ngài là
làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày. Chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vô trang diệu thanh ấy chính là chi cả sao cùng tu chứng quả văn thù và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào canh Phật ấy lòng từ bi chân chất đáng ghi tôi nhỏ trí có ai bì dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ấy mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi. Một cảnh tiếng mây lam che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thẳng ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài oai thần linh hiền không hai tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho hay có kẻ qua đò mắc nạn cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường chỉ thành đốt nén tâm hương ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy đức Như Lai truyền dạy không sai
ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, chính từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thánh thời. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đứng thù thân hành, vô biên thân phước giải hồi hướng, ai vô nguyện phạm giới chư chúng người sanh, tông vạn vô lượng quang phần sáng, ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chợ minh liễu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo, ai nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, mà cứu vấn liên hoa vị phù màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bằng lữ, nguyện gì thứ không đứng ngang. Phổ cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh, giai công thành Phật đạo. Tự quy Phật đường nguyện chúng sanh, thế giới đại đạo ở pháp vô thượng tâm. Tự tạng trí huệ như hải, tự quy tăng đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng nhất thiết vô nguyện đem
Phật Di Hồng An Ma Ni 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 Phật Di Hồng Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Viên Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Mà có hai phim từ phòng Phổ Thế Tâm Dung xa xa hiện vô cùng Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ma Ban Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kính Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thăm Ban Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiên Ngô Ứng Giai Không Độ Những Thế Vô Ánh Xa Lợi Tư Sanh Bấn Vì Không Không Bấn Vì Sanh. Sanh Tự Thi Không Không Tương Thi Sanh Thọ Tương Hành Thân Di Phụng Như Thị Xá Lợi Tự Thi Chư Phá Không Tương Bơ Sanh Bân Di Bân Câu Bất Tình Bân Tăng Bân Giam Thị Cố Không Trung Vô Sống Vô Toàn. Tương Hành Thơ Vô Nhan Nhị Tí Thiệt Thăng Ý Vô Sa Thịnh Hương Vì Sông Phá Vô Nhan Giới Này Chi Vô Ý Thức Giới Vô Vô Minh Diệt Vô Minh Tần Này Chi Vô Lào Từ Diệt Vô Lâm Từ Tần Vô Vô Tâm Diệt Đạo Vô Tri Diệt Vô Đăng Dĩ Vô Sơ Đăng Cô Bồ Đề Tăng Đoạn Tam Thế Chư Phật. Y Văn Nhà Ba La Mật Đa Cố Đăng A Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề Cô Tri Văn Nhà Ba La Mật Đa Thi Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thương Chú Thị Vô Đăng Đăng Chú Năng Trừ Nhân Thiết Cô Chân Thiện Bấn Hưng. Cô Thuyền Mang Nhã Ba La Mật Đa Chú Thân Thuyền Chù Viên Yên Đế Y Đế Ba La Y Đế Ba La Tăng Y Đế Bồ Đề Tăng Bà Yên Đế Yên Đế Ba La Yên Đế Ba La Tăng Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà Hăng Yên Đế Yên Đế Ba La Yên Đế Ba La Tăng Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điên Già Tha Di Rì Đô Bà Tì A Di Rì Đà Tấn Đàm Bà Tì A Di Rì Đà Tì Ca Lăng Đê A Di Rì Đà Tì Ca Lăng Đê Già Di Nì Già Già Na Chí Đà Ca Lê Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điên Già Tha Di Rì Đô Bà Tì A Di Đà Đà Tha Đàm Bà Tì A Di Đà Đà Tì Ca Lăng Đê A Di Đà Đà Tì Ca Lăng Đê Già Di Nì Già Già Na Chí Đà Ca Lê Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điên Già Tha A Di Đà Đà Bà Tì A Di Đà Đà Tha Đàm Bà Tì A Di Đà Đà Tì Ca Lăng Đê A Di Đà Đà Tì Ca Lăng Đa Già Di Nì Già Già Na Chí Đà Ca Lê Ta Bà Hằng A Di Đà Phật Thân Kim Sang Ê Tướng Hà Nam Mô Trấn Thánh Tư Đại Hải Quang Trung Hóa Phần Vô Số Ứng Hóa Bồ Tát Chúng Diệt Vô Biên Tứ Thâm Ban Nguyện Độ Chúng Sanh Cư Pháp Âm Linh Đăng Bi Ngàn Ngày Nam Mô Tây Phương Cần Lạc Thế Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Nam Mô 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 A Di Đà Phật Nam Mô
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.